Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Clip nhóm nam nữ xe máy không mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, cố tình khiêu khích xe ô tô. Nhóm nam nữ không đội mũ bảo hiểm liên tục lạng lách, cố tình khống chế để ô tô không vượt lên. Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 24 ngày 22 tháng 8 tại thành phố Hải Phòng. Theo đó, một nhóm nam nữ trên 5 chiếc xe máy đã dàn hàng ngang liên tục lấn làn xe ô tô, trong đó có xe máy chở bà, tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Theo camera hành trình của ô tô ghi lại, nhóm này liên tục lạng lách, thiếu quan sát phía trước và có cố ý không để ô tô vượt lên. Thậm chí, ở một số thời điểm, nhóm này cho xe lao ra giữa đường trước đầu ô tô hoặc từ phía sau vượt lên. Các thành viên nhóm này vừa lái xe máy vừa trò chuyện với nhau mà không hề quan tâm phía sau đang có xe ô tô di chuyển. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người tỏ ra khá bức xúc trước cách tham gia giao thông nguy hiểm của nhóm nam nữ này. Không chỉ coi thường pháp luật, hành vi của nhóm này còn thể hiện sự coi thường tính mạng của bản thân. Nhiều thành viên mạng bày tỏ ý kiến mong lực lượng chức năng vào cuộc xử lý theo quy định đối với nhóm nam nữ này. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.